Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nông thôn ngày mới. Thưa quý vị khán giả, bản tin Nông thôn ngày mới ngày hôm nay sẽ có những thông tin thú vị về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Khi mà mạng xã hội đang phát triển như vũ bão, thời gian các em nhỏ tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn thói quen đọc sách. Sách là kho tàng tri thức và mới đây, kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường đối với đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2025-2035 của Chính phủ. Trong đó thì văn hóa đọc trở thành mục tiêu trọng tâm để bồi đắp cho tri thức trẻ nước nhà trong tương lai. Và mở đầu như thường lệ sẽ là những thông tin hấp dẫn trong tiểu mục Nông thôn hôm nay. Thưa quý vị, thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng đang còn thấp nên tỷ lệ bùng phát bệnh là rất cao. Trước tình hình này, nhiều địa phương đã khẩn trương đề nghị có những biện pháp mạnh mẽ, nhanh chóng để ngăn ngừa bệnh sởi lây lan trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận 317 trường hợp sốt phát ban nghi sởi xuất hiện tại 19 trên 20 tỉnh thành, trong đó đã có một trường hợp tử vong tại tỉnh Bến Tre. Lo ngại nguy cơ bệnh sởi sẽ lây lan trong cộng đồng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần khẩn trương tiêm bù nhanh nhất có thể. Virus sởi lây lan rất nhanh và sẽ tấn công những người chưa được tiêm phòng như trẻ em chưa đủ tháng để tiêm, những người không thể tiêm phòng như là trẻ bị bệnh tim, trẻ mắc bệnh mãn tính. Khi tiêm phòng không đúng, không đủ thì chỉ cần một vài ca bệnh thì nguy cơ sẽ lây lan thành dịch. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tiêm vaccine sởi đầy đủ cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên. Khi được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng sởi, trẻ có khả năng miễn dịch đến 99%. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết trong những ngày giữa tháng 6 vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng, nhất là ở miền Bắc và miền Trung, với một số ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ, lại làm tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh kỷ lục mới. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, trong tháng 6 năm 2024, cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt mức kỷ lục, đó là 1,025 tỷ kWh một ngày. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2024, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc đã lên tới 49.533 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 14 tháng 6 năm 2024 đã lên tới 1,025 tỷ kWh. Theo EVN, mặc dù tiêu thụ điện toàn quốc đã thiết lập các mức kỷ lục mới như trên, nhưng nếu không có mưa vào chiều tối trong một số ngày gần đây, thì mức tiêu thụ điện kỷ lục có thể còn lên cao nữa cả về công suất và sản lượng. Tình trạng tăng cao về tiêu thụ điện cũng gia tăng áp lực đáng kể về cung cấp điện. Để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2024, EVN kêu gọi khách hàng triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa từ 11 giờ đến 15 giờ và tối từ 19 đến 23 giờ. Trong đó thì đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26 đến 27 độ trở lên. Đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thực hiện cùng thời điểm lương cơ sở tăng từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng. Theo đó, mức tăng 15% căn cứ nghị quyết 104 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm nay, điều chỉnh lương hưu, các khoản trợ cấp, chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở, phù hợp chỉ số CPI cũng như cân đối ngân sách và nguồn quỹ bảo hiểm xã hội. Nghị định điều chỉnh lương hưu sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng, song các quy định được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7. Quy định này dễ phát sinh vướng mắc trong chi trả lương hưu như kỳ điều chỉnh năm 2023. Nghị định thực hiện từ ngày 1 tháng 7, song tới 14 tháng 8 mới có hiệu lực, chờ thêm thông tư hướng dẫn khiến người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa nhận được phần tăng thêm. Người dân liên tục thắc mắc với cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau đó đã ra thông báo chi trả theo mức cũ trong tháng 7 và tháng 8 và chi trả phần tăng thêm vào tháng 9. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sau đó phải yêu cầu trả lương hưu mới ngay trong tháng 8. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận vừa cho biết số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong quý 1 năm 2024 tăng cao tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, tương ứng với tăng 12,6% so với năm 2023. Trước tình hình này, vì vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra, xác minh các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại cơ sở.
Theo số liệu, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quý 1 năm 2024 trên hệ thống giám định. Số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quý 1 năm 2024 là 503.815 lượt, tăng 28.880 lượt, tương ứng tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Số chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quý 1 năm 2024 là 202.901 triệu đồng, tăng 22.727 triệu đồng, tương ứng với tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2023. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra, xác minh các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại cơ sở theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội và thực hiện điều chỉnh phù hợp theo quy định tại tiết C, D, E, khoản 7, điều 1, Nghị định số 75/2023 NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ. Thưa quý vị, trong tuần này, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho biết đã huy động gần 8.000 cán bộ giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 63 sở giáo dục và đào tạo và hội đồng thi, đảm bảo kỳ thi được diễn ra công bằng, hạn chế thấp nhất sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 8.000 cán bộ kiểm tra công tác coi thi thuộc 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng thi. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, video clip, biểu mẫu, sổ tay, phục vụ công tác thanh tra kiểm tra thi, tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán làm công tác thanh tra kiểm tra thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Từ 63 sở giáo dục đào tạo và 140 cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước với tổng số 600 đại biểu vào ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Công tác tập huấn nghiệp vụ thanh tra kiểm tra chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cũng đã được triển khai cho 60 cán bộ công chức của Bộ, đồng thời tập huấn nghiệp vụ kiểm tra chấm thi cho 283 cán bộ công chức viên chức. Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29 tháng 9 tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận. Ngày hội góp phần tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó thì tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có sự thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào Chăm trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, 9 tỉnh thành phố sẽ tham dự ngày hội. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế. Các lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống mô phỏng khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của dân tộc Chăm, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó là không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần phản ánh văn hóa dân tộc Chăm phong phú và đa dạng trong sự thống nhất của nền văn hóa Việt Nam, thành tựu sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng. Ngoài ra còn có phần giới thiệu sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu, sản phẩm ô cốp gắn với du lịch của các địa phương. Thưa quý vị, với mục đích quảng bá, tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội, của vùng đất Tây Hồ, của sen, loài hoa tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt, lễ hội sen Hà Nội năm 2024 sẽ được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 năm 2024. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, hứa hẹn mang đến nhiều chương trình hấp dẫn. Sự kiện sẽ bao gồm 100 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền, khu tiểu cảnh trang trí sự kiện, khu ẩm thực vùng miền, khu trải nghiệm về sản phẩm sen như là tranh ảnh, sơn mài, vải, thơ ca từ xưa cho đến nay. Bên cạnh đó sẽ có trưng bày không gian giới thiệu trình diễn sản phẩm hoa sen, tơ sen, chè sen, xôi sen, giò sen, các món ăn từ sen, sản phẩm trang trí từ sen, thủ công mỹ nghệ về sen, trưng bày đại diện một số giống sen thuộc các vùng trong cả nước và một số giống sen quý của Việt Nam và Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện sắp tới, cũng sẽ diễn ra lễ khánh thành trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp quận Tây Hồ, phố Trịnh, khai mạc triển lãm không gian nghệ thuật sắp đặt sen, triển lãm ảnh sen trong đời sống Việt, đêm nhạc Trịnh Công Sơn và những người bạn. Đây cũng là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết, sản xuất và tiêu thụ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm các sản phẩm sen Hà Nội với các tỉnh thành trên cả nước, là dịp để quảng bá và kích cầu du lịch, khơi dậy tiềm năng phát triển các sản phẩm ô cốp của các địa phương.
Thưa quý vị, theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông thì Việt Nam chỉ có khoảng 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thì thỉnh thoảng mới đọc sách ạ. Thế nhưng mà chúng ta lại có đến 70% người dân sử dụng internet và nằm trong nhóm đầu thế giới. Vâng ạ, và mặc dù là Việt Nam thì vẫn thường xuyên phát động phong trào là đọc sách thông qua rất là nhiều hoạt động thiết thực, như là chúng ta có ngày hội đọc sách này, hay là chúng ta có những triển lãm sách này. Nhưng mà theo thống kê trung bình thì một người Việt Nam của chúng ta chỉ đọc 4 cuốn sách mỗi năm. Trong số đó thì có đến 2,8 cuốn sách là sách giáo khoa, 1,2 cuốn còn lại là các thể loại sách khác. Và so sánh với đất nước gần chúng ta thôi là Singapore thì trung bình người dân họ đọc 14 cuốn sách mỗi năm, còn người Nhật thì là 20 cuốn. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng là việc đọc sách của người Việt Nam rõ ràng là thấp hơn rất nhiều, đúng không? Vâng, tuy nhiên thì chúng ta cũng đang bước vào giai đoạn công nghệ bùng nổ và xu hướng chuyển đổi số cũng đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của các thư viện truyền thống và mở ra một kỷ nguyên mới mà ở đó thì sách giấy không còn là vị trí độc tôn nữa. Phương thức đó là thư viện điện tử hay còn gọi là thư viện số. Cùng với thư viện điện tử thì thói quen đọc sách cũng đã bắt đầu thay đổi và ngày càng nhiều người tiếp cận với văn hóa đọc trên nền tảng số và đặc biệt là giới trẻ. Vâng, và vừa qua thì tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường đối với đề xuất chủ trương là đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn năm 2025 cho tới năm 2035 của chính phủ. Trong đó thì nội dung về phát triển văn hóa đọc của đất nước gắn liền với việc quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước liên quan cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Và nhà quản lý thì cũng cần phải quan tâm, một là khuyến khích về phương thức đọc, đa dạng các phương thức đọc khác nhau đối với người đọc, và thứ hai đó là sàng lọc các nội dung để người đọc sẽ tiếp cận với những nội dung tích cực này, những nội dung mà mang lại giá trị, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp. Và đây cũng là nội dung mà được chúng tôi bàn đến trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước ngày hôm nay. Vị khách mời quen thuộc của chương trình xin được giới thiệu với quý vị, nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam, và trước tiên xin được cảm ơn nhà báo đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, và trước khi chúng ta bước vào phần trò chuyện với nhà báo Trịnh Bá Ninh thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy đến với một phóng sự ghi nhận của chúng tôi. Mục đích phát triển văn hóa đọc trong mỗi quốc gia là phát triển thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc cho mọi thành viên trong xã hội. Tuy nhiên, để đạt được mục đích này lại phụ thuộc vào thái độ ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của các nhà quản lý, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng xã hội. Bởi nó tạo ra môi trường thuận lợi cho mọi cá nhân trong xã hội có thể tiếp cận được tài liệu đọc có nội dung và chất lượng tốt. Nếu mà để định hướng văn hóa đọc đúng thì buộc chúng ta phải một điều đó là những cái sản phẩm văn hóa, tức là các cái thể loại sách chúng ta cần phải chấn chỉnh ngay, là không để vấn đề là sách lậu và những cái sản phẩm văn hóa độc hại nó trà trộn vào trong cái đời sống xã hội. Nếu như chúng ta quản lý chặt cái vấn đề này thì cái văn hóa đọc nó sẽ phát triển theo một cái xu hướng rất là tốt. Việc của nhà quản lý, những người quản lý thì cũng cần phải quan tâm, một là khuyến khích về các cái phương thức đọc, đa dạng các phương thức đọc khác nhau đối với người đọc, và cái thứ hai đó là cái việc chúng ta sàng lọc các nội dung và để cho người đọc tiếp cận những nội dung tích cực, những nội dung nó mang lại những cái giá trị để hướng con người đến những cái giá trị tốt đẹp. Trong thời đại hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông đã làm thay đổi phương thức truyền tải, tiếp cận thông tin. Vì thế mà văn hóa đọc đã phát triển ở trình độ cao hơn. Và giới trẻ chính là đối tượng tiếp nhận nhanh, cũng như bị ảnh hưởng nhanh chóng bởi sự nhiễu loạn thông tin. Tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan thông tấn báo chí, những cơ quan an ninh mạng, rồi bộ thông tin truyền thông phải vào cuộc để kịp thời ngăn chặn những tin độc, những tin xấu để mà nó ảnh hưởng đến lan truyền đến giới trẻ, và nó sẽ là làm cho tâm trí hoặc cái hoạt động của người dân hoặc của người trẻ nó sẽ chao đảo, hoặc là nó không đi đúng hướng, đi mục đích. Văn hóa đọc hiện đang chịu tác động của khoa học công nghệ và mang dấu ấn của nền văn minh thời đại. Việc hình thành những kỹ năng mới là yêu cầu cần thiết để có thể duy trì và thúc đẩy văn hóa đọc phát triển phù hợp với tiến trình phát triển của thời đại mới. Và ngày xưa khi mà còn đi học ấy ạ, khi mà công nghệ thì chưa phát triển và chưa có những cái chiếc điện thoại thông minh như bây giờ thì tôi cũng rất là một người ham mê đọc sách đấy chị Tú Anh. Và trung bình cứ một tháng thì tôi sẽ đọc khoảng 2 cuốn tiểu thuyết hoặc là một vài cái tác phẩm văn học yêu thích nữa. Tuy nhiên là quãng khoảng chục năm trở lại đây thì rất lâu tôi mới có thể đọc hết một cuốn sách, bởi vì rằng là không phải là không đam mê đâu nha, mà là công việc quá là bận rộn và kéo theo có rất là nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa. Và thường trực cái chiếc điện thoại trong tay ạ. Nên là thay vì đọc sách giấy thì tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian
hơn để có thể lướt báo cũng như là các cái thông tin ở trên mạng xã hội ạ. Không biết thì nhà báo Trịnh Bá Ninh như thế nào, bởi vì là chắc chắn là một nhà báo mà cũng có quan tâm và có tầm nhìn về ngành báo chí nước nhà báo cũng sẽ phải thay đổi, cũng nhìn nhận ra được cái sự thay đổi chuyển đổi số của nước ta. Vâng, chuyển đổi số thì bây giờ các chị cứ nhìn kính tôi đang đeo thì các chị biết tôi đọc sách thế nào. Đó là sản phẩm của một thời kỳ đọc sách giấy đen, gọi là giấy rơm dưới ánh đèn lầu những năm chống Mỹ. Đấy, cho nên các chị nhìn thấy tôi đeo kính 20 độ đây này thì các chị biết là tôi đọc thế nào. Tất nhiên là những ngày đó thì ít sách thì đọc cũng có thể thuộc được cả gần một cuốn sách. Tất cả hồi xưa những loại tiểu thuyết chương hồi hoặc các nền văn học của Nga, của Trung Quốc thì tất cả của Anh đọc hết, đọc tức là mà đọc thì nói thật với anh chị, thời một thời rất xa là đọc tất cả cái gì mà mình có thể gặp được. Nếu đi xuống thị trấn là các bạn hỏi thế, các bạn cứ kể đọc sách A, sách B, sách C. Anh bạn tôi thì không đọc cuốn sách nào cả, bởi vì nhà làm gì có sách, nhưng chúng tôi được đi mượn. Thì anh chỉ hỏi các bạn là thế các bạn đã đọc cuốn Kỹ thuật nuôi mèo hoa dâu chưa? Năm đấy năm 1966 các bạn một triệu chưa đọc. Cho nên cái con số thống kê ấy là đọc bao nhiêu bình quân đầu người cũng là một thứ tương đối thôi. Thực ra đọc cái gì, lứa tuổi nào và anh đọc cái gì. Còn trên nền tảng bây giờ đọc trên mạng, trên số thì đấy anh làm sao anh thống kê được, đúng không? Bây giờ anh tính theo sách giấy anh in, giờ làm sao anh thống kê được đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là rồi cuộc sống vận động thì bây giờ các bạn đọc toàn trên các nền tảng khác, nhưng tôi thì vẫn giữ một thói quen đọc giấy nhiều. Bởi đọc giấy nhiều, bây giờ giấy thì in sáng, sách thì nhẹ, tức là in giấy xốp nhẹ đọc cũng dễ. Đọc giấy nó vẫn có gây mình cái cảm giác có lẽ mình già rồi. Tất nhiên là muốn để đọc lướt nhanh thì vẫn phải đọc trên smartphone. Nếu đọc để lướt, kể cả những cuốn sách mà mình người ta giới thiệu mình chú ý thì mình cũng đọc lướt trên đấy. Thành ra bây giờ có một cái không hay là đọc không kỹ. Nó đúng nghĩa là đọc không kỹ, đọc lướt mà, tất cả đều lướt. Chứ người ta khái niệm là lướt web, lướt mạng ấy mà, lướt hết. Cho nên là tôi nghĩ là đây là có một cái thời điểm của cái chuyển đổi số như thế thì có lẽ đấy là cái tất yếu, anh chả tránh được. Vâng, vừa rồi là quan điểm của nhà báo Trịnh Bá Ninh về văn hóa đọc. Còn cá nhân tôi thì thấy rằng là trong thời đại hiện nay sự phát triển của công nghệ thông tin này, truyền thông này đã làm thay đổi cái phương thức truyền tải, tiếp cận thông tin, đúng không ạ? Vì thế mà văn hóa đọc cũng đã phát triển ở một trình độ cao hơn. Và giới trẻ chính là cái đối tượng mà tiếp nhận nhanh cũng như là bị ảnh hưởng nhanh chóng bởi cái sự nhiễu loạn thông tin. Và chia sẻ thêm tới quý vị khán giả là tại kỳ họp thứ 7 vừa qua thì Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường đối với đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn năm 2025-2035 của Chính phủ ạ. Trong đó thì nội dung về phát triển văn hóa đọc của đất nước gắn liền với việc là quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước liên quan đã nhận được sự quan tâm của rất là nhiều đại biểu. Thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh ạ, tôi xin được hỏi kỹ lại nhà báo Trịnh Bá Ninh về nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở đây thì là gì ạ? Đây thì nghĩa vụ ở đây thì nói đúng đó là nghĩa vụ gọi là kiểm soát, xem là anh đưa lên mạng cái gì, anh đưa ra đời sống những cái cuốn sách gì đấy, nó có ích hay không, nó có tạo ra một cái như một cái thứ gọi độc hại cho đời sống hay không, và nó có phù hợp với văn hóa và thuần phong mỹ tục của mình hay không đấy. Thì ở Việt Nam hay nước ngoài cũng thế thôi. Ví dụ nước ngoài của anh mà anh cuốn sách nào thì cuốn sách, hoặc là trên mạng anh mà có dấu hiệu phân biệt chủng tộc màu sắc ra lập tức đình bản ngay, các bạn tăng đình bản như bình thường chứ. Ở đây chúng ta đôi khi chúng ta cứ nghĩ ở nước ngoài dễ, không hề dễ tí nào hết. Đấy, yếu tố người ta cũng có cái quy tắc của người ta. Đấy, chúng ta cũng bây giờ chúng ta cũng thế thôi. Nhưng mà có một điều là các bạn cũng phải hình dung thế này. Đối với ở Mỹ là một nước công nghệ thì chắc là hơn chúng ta rồi, nhưng mà bây giờ cái sách giấy người ta vẫn đọc một cách rất là cần mẫn, theo một hình thức rất là hay và rất văn hóa. Tức là thế này, người ta sẽ tạo ra một cái nhóm, một số bạn bè khoảng 10 người, người ta tạo ra một cái nhóm. Mỗi người mua một cuốn sách, đọc xong rồi gửi cho nhau trên toàn nước Mỹ nhá. Và các bạn ấy ghi bên lề. Đấy, nhận xét của mình đấy, cứ gửi cho nhau một vòng tròn như thế. Cho ngày hầu như ngày nào các bạn cũng đọc, mua một cuốn xong gửi cho bạn, xong các bạn sẽ chạy vượt và quy định trong vòng một tháng anh phải chuyển cho người thứ hai, một nửa tháng anh chuyển cho người thứ ba, ví dụ thế. Anh nó quy định thế, nó thành một nhóm đấy. Thì tôi có người quen là các bạn có 6 bạn ấy, là bạn quy định thế, bạn nào mà chậm cái là ngừng tốt, cắt cầu anh chuyển cho người khác đấy. Tức là bây giờ vẫn cái sách giấy người ta vẫn in một cách rất là số lượng rất là lớn, vẫn rất, bởi vì ở đấy cũng có một số người sưu tầm sách. Ở đấy người ta gọi chơi sách, đọc trên Kindle, thấy hay quá, mua cuốn in về để. Và hầu như là rất nhiều tủ sách các gia đình rất là lớn.
Vâng ạ, vừa rồi thì nhà báo Trịnh Bá Ninh có nhắc đến Kindle thì cũng xin chia sẻ thêm với quý vị. Thì đây là một công cụ mà để chúng ta có thể đọc sách online, giống như là cái việc chúng ta cầm điện thoại và chúng ta cũng có thể truy cập với rất là nhiều thông tin hiện đại khác nhau. Và bây giờ thì đúng thật tôi thấy rằng là văn hóa đọc thì cũng đang chịu cái sự tác động rất là mạnh mẽ của khoa học công nghệ và cũng mang rất là nhiều những cái dấu ấn của nền văn minh hiện đại nữa ạ. Vậy thì việc mà chúng ta cần phải hình thành những cái thói quen mới cũng tôi nghĩ rằng là cũng là những yêu cầu rất là cần thiết để mà chúng ta có thể duy trì được cái văn hóa đọc phù hợp với cái tiến trình hiện đại ngày nay. Và bên cạnh sự vào cuộc của các nhà quản lý thì chính bản thân người đọc họ cũng sẽ thay đổi được những cái thói quen của mình. Nhà báo Trịnh Bá Ninh thì nghĩ sao? Tôi thấy các bạn giờ cập nhật rất là hay, tất cả tác phẩm nào nổi tiếng nhất thế giới đều có thể xuất hiện ngay, các bạn có thể biết ngay. Khác hẳn chúng tôi ngày xưa chờ cả năm may ra mới chờ được một cuốn, ví dụ một cuốn sách 8 tập, bộ 8 tập Sông Đông Êm Đềm in trong vòng 3 năm chẳng hạn ấy, thì mỗi năm chỉ mua 1-2 cuốn này thôi, mà nhãn cái là không mua được thì lại hỏng. Nhưng bây giờ nó rất hay ở chỗ đấy, là một cái lợi thế. Cái lợi thế thứ hai là này, một là tốc độ rất nhanh, hai là trao đổi với nhau cũng rất nhanh. Nhớ người A người B C, các bạn có hiện nay có nhóm bạn trẻ hỏi đã đọc cuốn này chưa, các bạn chia. Nhưng mà chỉ có điều là thế này, hiện nay khuynh hướng đọc cái loại hình ấy, ví dụ ngoại hình ngày xưa là đọc tiểu thuyết, đa số đọc cổ điển, thế hệ chúng tôi đọc cổ điển thì nhiều. Nhưng sau này các bạn hay đọc sách ngôn tình. Đấy, ngôn tình. Và ngôn tình nhiều khi nó sướt mướt ướt át quá, bố mẹ đâm lo. Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi thế hệ chỉ lo giải quyết bài toán thế hệ mình thôi. Dạ. Các rồi thế hệ còn lại người ta giải quyết bài toán đó. Nhưng các nhà quản lý ở đấy cố gắng làm sao không định hướng và không o ép ai cả. Nhưng anh hãy để cho những cái gì tốt nhất, nó nhân văn nhất ấy, nó chạy trong dòng chảy chủ lưu ấy, thì lập tức người ta sẽ dồn về đấy chứ. Chứ anh không thể cấm được, bây giờ trên không gian mạng này anh đừng cấm. Nhưng kiểm soát thì phải bắt buộc phải kiểm soát. Một, chiến tranh. Hai, tình dục. Ba, phân biệt chủng tộc. Tất cả những thứ nó đi ngược lại cái giá trị nhân văn con người, rất khoát thì chúng ta phải dừng lại, bất kể lứa tuổi nào nhé, bất kể lứa tuổi nào. Nhưng ngày xưa tại sao này có những cái khu sách người ta gọi để tham khảo thôi, chỉ có một số người một lứa tuổi nó được tham khảo thôi. Nó cũng ở đâu cũng thế thôi, ở nước ngoài cũng thế thôi, và chúng ta cũng thế thôi. Và tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ hay tất cả chúng ta nếu đọc sách trên mạng cũng được, nhưng phải lựa chọn cái gì, đọc cái gì ở thời điểm nào, và nếu có cho những con cái của mình đọc những loại hình hay không thì các chị mỗi gia đình phải tự quyết định với mình thôi. Vâng, như nhà báo Trịnh Bá Ninh đã chia sẻ, nâng cao ý thức đọc sách cũng là một cái cách để mà mỗi người chúng ta tự làm giàu cho tri thức bản thân. Bên cạnh đó thì cũng cần đưa sách đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động, ví dụ như là cho hay là tặng sách. Nhà nước và người dân cũng cần là tận dụng tối đa các không gian công cộng để xác lập sự tồn tại của sách và văn hóa đọc. Đặc biệt là tại các vùng nông thôn, nhà văn hóa là nơi sinh hoạt của cộng đồng và cần có những cái tủ sách công cộng với đa dạng đầu sách để người dân họ có thể là dễ dàng hơn tiếp cận với kiến thức một cách đầy đủ nhất. Quan trọng hơn là cơ hội tốt để cho người dân có thể là hình thành một cái thói quen đọc sách. Vâng, bởi vì là chúng ta sẽ không thể nào mà phủ nhận được sách chính là tri thức, là kho tàng kinh nghiệm và cũng là nơi lưu giữ truyền thống lịch sử và văn hóa của cha ông, cũng như là điểm tựa để hướng đến tương lai nữa ạ. Và cái việc duy trì phát triển văn hóa đọc thì sẽ góp phần hình thành không gian môi trường lành mạnh với rất là nhiều những giá trị nhân văn rồi là khoa học, rồi góp phần hình thành tính cách con người nữa, mới có tri thức này, đạo đức này, có lý tưởng và khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước thì sẽ ngày càng phồn vinh và hạnh phúc hơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hồ Thác Bà thuộc huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái, đây là hồ nước ngọt lớn nhất của miền Bắc, được ví von như là Hạ Long ở trên núi. Ngoài tiềm năng du lịch thì hồ Thác Bà còn có chất lượng nước rất tốt, bốn mùa trong xanh nên thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các loại cá. Tháng 10 năm 2019, sản phẩm cá hồ Thác Bà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận là cá hồ Thác Bà. Vâng, và với thuận lợi là nằm ở vựa cá lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào thì các hộ dân đã liên kết thu mua và chế biến cũng như là kinh doanh và cung ứng các sản phẩm nông sản, đặc biệt là các sản phẩm cá sấy hồ Thác Bà ra thị trường. Đây là các sản phẩm chủ lực mang đặc trưng riêng của huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái, đã và đang được nhiều người tiêu dùng biết đến. Đặc biệt là sản phẩm cá mương sấy hồ Thác Bà đã được chứng nhận OCOP 3 sao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Với điều kiện về hạ tầng cơ sở được trang bị đầy đủ, khép kín và công nghệ sấy đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cộng với bí quyết gia truyền, hợp tác xã Hiền Vinh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã chế biến các sản phẩm cá sấy thơm ngon nức tiếng. Cá mương to bằng 2-3 đầu ngón tay được mổ và làm sạch, sau đó tẩm ướp các gia vị đặc trưng của Tây Bắc như tiêu, ớt, mắc khén, riềng, muối. Sau khi ngấm gia vị, cá được cho vào lò sấy chín bằng nhiệt, không sử dụng chất bảo quản, có thể ăn liền cùng tương ớt hoặc sốt cà chua, kho dưa, rim mắm, ăn được cả xương, rất giàu canxi và dinh dưỡng. Còn cá rô được làm sạch và lọc hết xương, sau đó tẩm ướp đầy đủ các gia vị như ớt, bột nghệ, muối, gừng, xả, sấy chín bằng nhiệt, không sử dụng chất bảo quản. Cá sấy khô ngấm gia vị
thịt ngọt ăn rất ngon. Đặc biệt cá rô được lọc xương, người già trẻ nhỏ ăn cũng rất tiện, có thể làm quả biếu tiện lợi và đẹp mắt. Với mong muốn phát triển các sản phẩm cá Hồ Thác Bà gắn với tiêu thụ bền vững cho các tổ chức cá nhân nuôi cá ở trên địa bàn, huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu và đặc biệt là để nâng tầm sản phẩm. Cùng với việc là xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu thông qua các sàn thương mại điện tử để các sản phẩm ô cốp cá Hồ Thác Bà tiếp tục vươn xa và khẳng định được uy tín ở trên thị trường. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi khám phá thác Giạt Dài tại miền đất Tây Nguyên hùng vĩ ở trong tiểu mục Đường Về Nhà, quý vị nhé. Thưa quý vị, nằm trong hệ thống suối Đắc Pơ Cơ, thác Giạt Dài, làng Cước, xã Sró, huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng với dòng nước mát và đã trở thành một điểm đến hấp dẫn người dân trong những năm trở lại đây ạ. Vâng, và thác Giạt Dài thì chạy dọc bên ruộng rẫy của người dân làng Cươi, xã Sró, được mẹ thiên nhiên ưu đãi và sắp đặt hài hòa giữa gành đá khô cứng với dòng thác ngày đêm tung bọt trắng xóa, giữa các khối đá xu xi đen sạm, một vài loài cây hoa dại với sức sống rất là mãnh liệt đã cắm rễ phát triển nở hoa khoe sắc, góp phần tạo khung cảnh thêm phần thơ mộng hơn. Và trong tiểu mục Đường Về Nhà ngày hôm nay, xin được mời quý vị sẽ cùng khám phá thác nước độc đáo này.